Chính phủ ban hành nghị quyết số 126 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2024. Chính phủ yêu cầu tách nhà giáo ra khỏi đối tượng điều chỉnh của luật viên chức, đồng thời quy định cụ thể các chính sách đặc thù đối với nhà giáo. Ngoài lương cơ sở, phụ cấp là cao nhất thì cần thiết kế thêm các chính sách hỗ trợ thu hút nhân tài vào ngành giáo dục. Về dự án luật nhà giáo, chính phủ thống nhất về sự cần thiết phải xây dựng luật nhà giáo nhằm thể chế hóa quan điểm chủ trương của Đảng và Nhà nước về giáo dục, được nêu tại các văn kiện của Đảng, khắc phục các hạn chế khó khăn vướng mắc bất cập về thể chế pháp luật trong hoạt động quản lý, phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đảm bảo tính kế thừa, tính thống nhất, đồng bộ giữa luật nhà giáo và các luật khác có liên quan. Do tính chất nghề nghiệp của nhà giáo, chính phủ yêu cầu dự án luật cần bổ sung các quy định để xử lý những bất cập vướng mắc phát sinh trên thực tiễn, nhất là những bài học từ công tác quản lý, phát triển, nâng cao chất lượng của đội ngũ nhà giáo trong thời gian qua. Đặc biệt, chính phủ yêu cầu tách nhà giáo ra khỏi đối tượng điều chỉnh của luật viên chức, nhưng cần kế thừa các quy định còn phù hợp với đặc thù nghề dạy học của luật này. Cùng với đó, quy định cụ thể các chính sách đặc thù đối với nhà giáo, ngoài lương cơ sở, phụ cấp là cao nhất như kết luận 91 đã nêu, thì cần thiết kế thêm các chính sách hỗ trợ thu hút nhân tài vào ngành giáo dục, người có tâm huyết giảng dạy ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo phù hợp, khả thi, có khả năng đáp ứng nguồn lực của ngân sách nhà nước. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 31 ngày 4 tháng 9 năm 2024 về việc tăng cường các điều kiện đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2024-2025. Chỉ thị nêu, trong những năm qua, Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã quan tâm dành nhiều nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo. Ngành giáo dục đã tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng cao, đạt được những kết quả tích cực, đáng ghi nhận. Đội ngũ nhà giáo tiếp tục được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, được tuyển dụng từng bước, đảm bảo về số lượng và chất lượng. Hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tiếp tục được tăng cường. Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số bất cập cần sớm khắc phục, như đầu tư cho giáo dục chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo, còn tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ ở một số địa phương, thiếu trường lớp học ở các thành phố lớn như khu công nghiệp, khu vực đông dân cư, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, tỷ lệ trường đạt chuẩn và tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp ở một số nơi còn thấp, cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học tối thiểu còn chưa đảm bảo. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học mới 2024-2025 với phương châm lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, thầy cô giáo là động lực, nhà trường làm bệ đỡ, gia đình là điểm tựa, xã hội là nền tảng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách, trình các cấp thẩm quyền, ban hành và ban hành theo thẩm quyền để tạo hành lang pháp lý cho việc nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, đào tạo, nhất là chất lượng giáo viên ở tất cả các cơ sở giáo dục đào tạo, cả công lập và ngoài công lập. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục khuyết tật, điều chỉnh hợp lý quy mô lớp học, thu gọn các điểm trường lẻ, đảm bảo nguyên tắc thuận lợi nhất cho trẻ em, học sinh và người dân, phù hợp với điều kiện thực tế của vùng miền địa phương. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về lựa chọn, cung ứng, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục của địa phương theo đúng quy định, đảm bảo cung ứng đầy đủ kịp thời số lượng sách giáo khoa cho năm học mới 2024-2025. Có phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh diện chính sách, hộ diện nghèo, cận nghèo, đối tượng yếu thế, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Tăng cường đầu tư về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo theo chỉ thị số 04 ngày 11 tháng 2 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ, chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, đảm bảo chất lượng, an toàn, nghiêm túc, hiệu quả, giảm áp lực, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh. Chỉ thị yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, sư phạm gắn với nâng cao chất lượng, đẩy mạnh tự chủ đại học, nhất là tự chủ về tài chính, thực hiện tự chủ theo hướng thực chất gắn với trách nhiệm giải trình công khai minh bạch, chuẩn bị tốt cho công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, sư phạm năm 2025, tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học, đẩy mạnh mô hình đào tạo không vì lợi nhuận bậc đại học, tăng cường phát triển các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh hợp tác quốc tế.
triển khai hiệu quả các đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nguồn nhân lực về vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây. Chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên, nhất là phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên, đảm bảo an toàn trường học. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ và các địa phương rà soát số lượng biên chế giáo viên để đề xuất Trung ương bổ sung biên chế ngành giáo dục, nhất là giáo viên mầm non năm học 2024-2025 theo quyết định số 72/QĐ-TU ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị, chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các địa phương trong việc tuyển dụng biên chế giáo viên được cấp có thẩm quyền giao và có giải pháp phù hợp, hiệu quả, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là giáo viên mầm non, giáo viên dạy các môn học mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, tăng cường chỉ đạo thanh tra kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục và đào tạo, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra đôn đốc địa phương thực hiện tuyển dụng giáo viên theo biên chế được giao, khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên của các cơ sở giáo dục, đảm bảo nguyên tắc có học sinh phải có giáo viên đứng lớp nhưng phải phù hợp thực tiễn địa phương và hiệu quả trong việc bố trí. Bộ Tài chính cân đối nguồn vốn ngân sách trung ương chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là kinh phí hỗ trợ các địa phương thực hiện đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 đảm bảo đúng quy định pháp luật. Chỉ thị yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục rà soát, tổ chức sắp xếp các cơ sở giáo dục, điều chỉnh hợp lý quy mô lớp học, giảm các điểm trường lẻ, tăng các trường bán trú, nội trú gắn với nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, hình thành trường phổ thông nhiều cấp học phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, đảm bảo thuận lợi đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ em, học sinh học 2 buổi trên ngày, dành quỹ đất xây dựng các cơ sở giáo dục khi quy hoạch đô thị mới. Chú trọng phát triển các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập ở khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, tăng số trường bán trú và nội trú, tạo thuận lợi hơn cho học sinh và phụ huynh học sinh, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới hải đảo. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống giáo dục thường xuyên, tạo sự chuyển biến rõ nét về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu thực hiện chương trình giáo dục mầm non phổ thông, rà soát sắp xếp điều tiết giáo viên mầm non phổ thông giữa các cơ sở giáo dục trên địa bàn để khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, thực hiện tuyển dụng giáo viên theo số biên chế được cấp có thẩm quyền giao, trường hợp chưa tuyển đủ giáo viên thì bố trí nguồn lực để hợp đồng theo nghị định số 111/2022 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ. Nghiên cứu có cơ chế chính sách để thu hút giáo viên đến công tác và gắn bó lâu dài tại địa phương. Ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục phổ thông 2018. Phân bổ nguồn lực thực hiện hiệu quả các tiểu dự án trong chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến giáo dục đào tạo, đảm bảo định mức kinh phí chi thường xuyên theo quy định để các cơ sở giáo dục thực hiện hoạt động dạy và học. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo, đảm bảo công bằng bình đẳng giữa khu vực công và khu vực tư. Xây dựng và triển khai phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh diện chính sách, diện hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng yếu thế, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Tăng cường chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra các cơ sở giáo dục, việc thực hiện về quản lý thu chi tài chính, công khai các khoản thu đầu năm học đảm bảo đúng quy định. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan chức năng tại địa phương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để chủ động phòng chống và ứng phó hiệu quả thiên tai, dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, tăng cường đảm bảo an ninh trường học, đảm bảo các điều kiện ăn ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em, học sinh nội trú, bán trú, tăng cường triển khai hiệu quả mạnh mẽ hơn nữa chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trên địa bàn, chỉ đạo thanh tra kiểm tra các nội dung quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trong phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm, đảm bảo yêu cầu hiệu lực, hiệu quả.